Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và động tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy bên và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chính xác tiên tri Giê-rê-mi-a, Chúa phán: Khốn cho các mục tử làm tản mát và sâu xé toàn chiên ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng: Các ngươi đã phân tán xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán: Vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ khắp các xứ mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng: Này đây, đã tới những ngày ta gây cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa chân xa xứ ngoài đâu.
thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em thân mến, xưa kia anh chị em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giê-xu Ki-tô, anh em đã nên gần nhờ bửu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính nhờ Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa.